khi triển khai các Citizen Engagement Hub đối với chính quyền địa phương sẽ có một số cái vấn đề về thách thức, nhưng nếu chúng ta biết quan tâm và cần quan tâm một số cái vấn đề sau thì sẽ đảm bảo cho cái việc là triển khai mang lại cái hiệu quả tốt nhất. Thứ nhất đó là cái hiện trạng về các cái hệ thống thông tin, các phần mềm ứng dụng chuyên ngành vô cùng phức tạp tại các địa phương, và chúng ta phải đưa ra một cái giải pháp để làm sao giải quyết cái vấn đề là liên thông kết nối một cách đơn giản và thuận tiện nhất. Vấn đề thứ hai đó là cần phải cung cấp ra các cái dịch vụ thu hút sự tương tác của người dân bằng các cái dịch vụ là tự phát triển hoặc là các dịch vụ là liên kết với các cái đối tác bên ngoài để mang tới trải nghiệm đa dạng cho người dùng. Vấn đề thứ ba đó là tăng cường sự trải nghiệm và cá nhân hóa của người dùng để đảm bảo cho họ dùng các cái Citizen Engagement Hub một cách là thuận tiện, đơn giản và thường xuyên